bước vào trận đấu thuộc vòng 16 đội League Cup trên sân của FC Dallas, Miami nhập cuộc vô cùng khí thế nhờ đà hưng phấn sau 3 chiến thắng liên tiếp. Nhưng hơn hết, điểm tựa giúp họ tự tin đó chính là sự hiện diện của đội trưởng Lionel Messi. Và cũng chính anh là người giúp Inter Miami khai thông thế bế tắc ở phút thứ 6. Đó là một pha phối hợp ăn ý với Jordi Alba, căng ngang vào khu vực trước vòng cấm cho M1-0 băng lên cứa lòng vào góc chết khung thành, hệt như những gì họ từng làm tại Barca. Thế nhưng, công hay bao nhiêu thì thủ của Miami lại dở bấy nhiêu. Phút 37, cả hệ thống phòng ngự của đội khách để cho Dallas phối hợp từ trung lộ ra cánh, rồi lại tạt vào vòng cấm như chỗ không người. Tiền vệ Quy Nhâm là người bắt vô lê chéo góc quân bình tỷ số cho đội bóng vùng Texas. Trước khi hiệp 1 khép lại, Inter Miami hứng chịu một đòn phản công chí mạng. Dallas chỉ mất 3 đường truyền để đưa bóng từ sân nhà tới vòng cấm đối phương, trước khi bộ đôi Jesus Ferreira và Camango hành hạ 3 hậu vệ Miami cùng thủ môn để nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp 2 phút 63, cách biệt tiếp tục được nới rộng cho Dallas. Từ một quả đá phạt bên cánh trái, đội chủ nhà dễ dàng treo bóng vào sát khung thành để tiền đạo Alan Velasco băng vào lập công. Inter Miami sau đó lập lức đáp trả. Phút 65, Messi có pha chọc khe tiền kiến tạo xuống đáy biên, cho Alba căng ngang vào khu vực 5m50. Tiền vệ trẻ băng ra manh, Kremaschi là người đón bóng sút tung nóc lưới Dallas rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, cho Inter Miami. Thế nhưng chỉ 3 phút sau, hàng thủ của họ lại một lần nữa báo hại Miami. Lại là mất bóng giữa sân và để cho đối thủ phản công. Tuy nhiên người đá vào khung thành lại tiền vệ Rob Taylor, với pha phản lưới sau nỗ lực chạy về phòng ngự. Những phút cuối trận chứng kiến Inter Miami tấn công dồn dập và họ cũng đã xuyên thủng mảnh lưới của Dallas thêm một lần nữa. Vẫn là dấu chân của Messi với quả treo bóng trên chấm đá phạt khiến đối thủ đánh đầu vào lưới nhà. Tới phút 85, lại là Messi cứu rỗi Miami với quả đá phạt hoàn hảo bên góc phải giúp quân bình tỷ số điên rồ 4-4. Hai đội sau đó phải bước vào loạt luân lưu để phân thắng bại. Trên chấm penalty cân não, cả 5 cầu thủ Miami bao gồm Messi đều thực hiện thành công loạt sút của mình. Trong khi đó, tiền vệ Pomican bên phía Dallas là người duy nhất sút hỏng. Chung cuộc, Inter Miami giành chiến thắng 5-3 ở loạt penalty, qua đó giành vé đi tiếp vào tứ kết League Cup. Một trận đấu gọi tên Messi khi đã gồng gánh từ đầu đến cuối. Tối ngày 6 tháng 8 giờ Việt Nam, Man City và Arsenal đã bước vào trận tranh siêu cúp Anh 2023 với việc đại diện của thành Manchester được đánh giá cao hơn nhiều. Dẫu vậy, kết quả của trận đấu đã khiến những người lạc quan nhất cũng khó có thể tưởng tượng được ra. Man City là đội cầm bóng nhiều hơn và thi đấu lấn lướt trong hiệp 1 nhưng Arsenal cũng có cho mình một vài cơ hội đáng chú ý. Dẫu vậy, hai đội không thể khoan thủng mảnh lưới đối phương và mọi sự hấp dẫn đã được chuyển sang hiệp đấu thứ 2. Leandro Trossard đáp trả pha lập công tinh tế trong hiệp 2 của Cole Palmer bằng một pha dứt điểm đưa bóng đi chệch hướng ở phút bù giờ thứ 11, qua đó thiết lập một loạt luân lưu 11m mà trong đó Kevin De Bruyne sút trúng xà ngang, Ramsdale cản phá cú đá của Rodri và Fabio Vieira ghi bàn thắng quyết định. Đây chính là lần thứ 17 pháo thủ nâng cao danh hiệu này và đứng thứ 2 sau Manchester United, đội đã có 21 lần lên ngôi.